Cô Tư chào các bạn. Hôm nay cô Tư và các bạn cùng nhau vào bếp làm món kem bơ đậu xanh, nước cốt dừa, hương vị lá dứa nha các bạn. Ở đây là có một trái bơ là 400 g và đây 100 g đậu xanh. Mình nấu xong rồi là được 100 g đậu xanh đó các bạn. Ở đây là 30 g dừa, 20 g lá dứa. Ở đây là sữa tươi 50 g. Sữa béo 250 g. Đường 60 g. 200 g sữa bò, sữa tươi, sữa đặc nha. Bây giờ cô Tư bắt đầu là lột bơ xay nha. Bây giờ cô Tư đã tách bơ rồi, bây giờ bỏ vào cối xay nha. Bây giờ cô Tư đã bỏ bơ vào máy sinh tố rồi, cô Tư sẽ bỏ sữa tươi vào. Đậu xanh vào luôn nha. Và cho cốt dừa vào luôn. Lá dứa. Sữa đặc. Rồi bây giờ mình xay. Bây giờ mình xay đã được rồi nha các bạn. Đây mình đã xay xong rồi, các bạn thấy rất mịn nha, mịn rỉnh luôn. Bây giờ mình sẽ bỏ đường vào đây, mình sẽ đánh lên nha. Bây giờ mình cho nước kem tươi vào, sữa béo vào luôn nha các bạn, vào đường luôn mình đánh nha. Nhà mình không có cái máy cây này mà gắn vô máy xay nên mình đánh bằng tay nha các bạn, chịu khó đánh bằng tay, đánh lâu chừng nào nó bong lên thôi nha. Nè các bạn, đánh đặt vậy là được rồi nha các bạn nè, mỗi tay đánh cho các bạn. Nhà tại mình không có máy xay sinh tố, ý là cái máy đánh đó mỗi tay ghê lắm. Giờ kẹo lại ha, vậy là mình sẽ bỏ bơ vào, bơ rất là mịn nha. Cái này các bạn khỏi cần lược đâu, tại nãy giờ mình xay nhuyễn lắm, đậu xanh với bơ mình xay xong rồi cái mình để lại lát nữa mình xay là một lần nữa nên rất là nhuyễn, rất là mịn, không cần phải lược. Giờ mình trộn đều lên. Giờ mình trộn đều lên, mình bỏ vô hũ là xong. Cái này là kem bơ đậu xanh nha. Kem bơ đậu xanh nước cốt dừa mà hương vị là lại lá dứa nha, thơm lắm. Nó vừa thơm bơ mà vừa thơm đậu xanh. Nó thoang thoảng mùi lá dứa. Nó béo béo đậu xanh, nó béo nước cốt dừa. Ngon lắm nha các bạn. Bây giờ mình sẽ bỏ vào cái hộp nha. Vậy là xong rồi đó bạn. Thấy rất là mịn nha. Rồi bây giờ mình lấy cái hộp mình sẽ cho vào. Bây giờ mình sẽ cho vào hộp nha. Ở nhà làm gì ăn nó ngon, bảo đảm. Không có bỏ mà cái gì á, chất bảo quản. Không có bỏ chất bảo quản gì hết mà mình làm vậy là ăn nó ngon. Được một hộp rồi nha các bạn. Cái này là mình được làm được 2 hộp. Bây
giờ mình đã làm được 2 hộp rồi các bạn. Rồi mình sẽ để đắp lại, bỏ vào tủ đông. Các bạn bỏ vô tủ đông khoảng chừng 2 tiếng đồng hồ sau các bạn lấy ra, các bạn đảo đều nha. Nếu nhà các bạn có cái máy xay thì các bạn để cái máy vô đi xay luôn, còn mình không có thì mình phải lấy muỗng mình trộn nha. Khoảng 2 tiếng đồng hồ làm đợt nhất, đợt thứ nhì vẫn 2 tiếng đồng hồ, đợt thứ ba 2 tiếng đồng hồ, xong đợt thứ ba là mình đảo đều rồi mình cứ để như vậy là mình được ăn nha. Mình làm vậy là cho nó không, nó xốp kem mình nó không có dâm đá đó các bạn. Mà làm kem thì có sữa tươi thì không bao giờ bị dâm đá. Trừ khi nào không có sữa tươi, làm thế nào cũng phải dâm nhiều, dâm ít cũng phải có nha các bạn. Còn khi mình có sữa tươi rồi mình chịu khó mình làm vậy là nó không có bị dâm đá. Mà kem của mình là rất là dẻo, rất là ngon nha. Thôi bây giờ cô Tư sẽ bỏ vào tủ lạnh nha, 2 tiếng đồng hồ sau. Cô Tư sẽ lấy ra cô Tư đảo. Các bạn nhớ 2 tiếng đồng hồ sau. Các bạn đảo một lần thứ nhất, lần thứ nhì y vậy, lần thứ ba rồi. Lần thứ ba là mình để vậy là mình ăn luôn nha, chứ không cần làm nữa nha các bạn. Các bạn có máy xay thì cứ để vô trong cái hộp mình xay luôn. Còn không thì mình phải đảo nha, lấy đũa, lấy muỗng gì mình đảo nha. Giờ cô Tư bỏ vào tủ lạnh nha các bạn. Bây giờ kem bơ mình cũng được 2 tiếng rồi nè các bạn. Trời ơi dẻo quá. Các bạn thấy không? Rất là dẻo nha. Giờ mình đánh tan ra. Cái này mà có cái máy xay các bạn bỏ và xay nó ngon đều. Ngon quá, rất là dẻo. Này bơ, đậu xanh, nước cốt dừa. Hương vị lá vứa, dứa. Dẻo ghê luôn. Dẻo. Đó các bạn trộn nha. Mình trộn vậy được rồi nha các bạn. Cái này cô Tư nghĩ là mình không phải làm lại lần ba đâu. Như vậy là mình bỏ tủ lạnh được là nó đông là mình được ăn nè. Dẻo lắm các bạn ơi. Ngon lắm. Bây giờ cô Tư sẽ bỏ vào tủ đông. Bây giờ cô Tư làm xong rồi, đem vào bỏ tủ đông nha. Chừng nào đông rồi cô Tư đem ra mời các bạn nha. Bây giờ kem bơ của mình đã được ăn rồi nha các bạn. Đây cô Tư sẽ múc ra dĩa để mời các bạn nha. Mình không có cái chay mà để gấp kem nên mình lấy muỗng mình cạo các bạn này. Các bạn thấy rất dẻo nha. Dẻo, thật là dẻo luôn. Đây mời nè, các bạn thấy không nè. Dẻo, thật là dẻo luôn nha. Tại mình không có cây múc kem á, nên mình phải múc như vậy. Để mình múc ra hết rồi mời bạn nha. Mình không có cái cây múc nên nó không được đẹp nha mọi người. Nó không được đẹp nhưng mà nó rất là ngon nha. Mình chế vào đây một miếng sữa. Rồi. Chế vào đây một miếng đậu phộng. Rồi, món kem của mình đã hoàn thành rồi. Đây các bạn thấy không? Rất ngon nha nè. Rất dẻo luôn nè các bạn nè. Dẻo nhẹo luôn á nè. Y như là kem mà hộp mà ở ngoài hàng người ta bán nha, ngoài tiệm người ta bán nha, dẻo vậy đó các bạn. Thôi món kem của cô Tư hoàn thành rồi, cô Tư cũng hy vọng các bạn làm theo công thức của mình được ngon miệng nha các bạn. Rất dẻo, rất thơm nha các bạn. Đây là kem bơ, đậu xanh, nước cốt dừa, hương lá dứa nha các bạn. Đây. Rất thơm ngon. Rất dẻo nha các bạn. Các bạn thấy mình nạo nè. Y như là ngoài hàng mà người tiệm mà người ta bán vậy nè. Các bạn thấy dẻo xem nè. Các bạn đâu có nghe mà dăm dăm sột sột đá đúng không? Nè. Đâu có nghe dăm dăm sột đá đâu. Đó. Rất là dẻo nha. Thôi cô Tư chào các bạn. Cô Tư chúc các bạn làm món này ăn vừa miệng, ngon miệng nha các bạn. Cô Tư xin chào nha. Chúc các bạn luôn được dồi dào sức khỏe.